Trung tâm điện tử Hạnh Phương xin trân trọng gửi lời chào tới tất cả các bác. Những hàng loa Mỹ siêu khủng lại tiếp tục về với trung tâm điện tử Hạnh Phương. Những hàng được tuyển chọn một cách kỹ càng để cho các bác vừa chơi, vừa trưng bày, vừa đi làm và vừa chơi không gian rộng. Thì ngày hôm nay anh Phương đang về một đôi loa khủng bố để cho anh em chơi đây. Mời các bác hãy cùng anh Phương cắt bao để chúng ta cùng tìm hiểu về cặp loa này. Xin mời các bác. Ok, đã bóc xong. Đây là một đôi loa tuyển chọn. Các bác nhìn tại sao nó tuyển chọn. Loa vãi thật nhưng mà các bác thấy là khi mà bóc vỏ ra các bác nhìn này. Khác gì loa mới. Loa PV của Mỹ. Made in USA. Sản xuất tại Mỹ và mã của nó là SP4G. Đấy. PV sản xuất tại Mỹ luôn, Made in USA. 2W40 từ 22 côn 100. Chép của nó cũng là chép kèn côn 44. Đấy. Hàng siêu đẹp. Mang ra đây gõ thử xem sao nó nhá. Đôi này thì anh em đánh không gian rộng và anh sân vườn. Hát cho nhau nghe, đi làm đám cưới các kiểu con đà điểu. Đây là một mẫu loa khủng bố để cho anh em có thể đánh bất kỳ không gian nào cũng như là trong cái trường hợp nào cả, chơi được hết. Đôi này mới đẹp các bạn. Đấy. Một tay xách ngon. Loa Mỹ nòi nhưng mà một tay xách được. Hai bát 40. Bát của con này thì rất là gấu các bạn. Sử dụng củ từ bát 220 côn 100. Cho nên là nó chơi rất là đẳng cấp. Bây giờ mời các bác hãy cùng test vần chất âm nhé. Cấu hình thùng rất là lớn cho nên là nó không
sâu vào bên trong. Cù chép to cho nên là tiếng chép của nó rất mạnh. Và nói đến là cái khả năng bao không gian của nó thì cực kỳ đẳng cấp. Vì sao? Bởi vì là loa Mỹ cái tiếng của nó sạch, suy hao trong quá trình trên đường truyền. Các bác thấy anh Vương không đánh một quả súp nào, chỉ cần một đôi loa PV 240 là chúng ta đã có đủ cái giải bát cũng như giải chép của nó rất là hay. Tiếng trung âm đầy đặn, tiếng bát sâu và chắc chắn, cộng với tiếng tép tơi vần này thì anh Vương vẫn đánh giá là đây là một cặp loa cực kỳ hợp lý về giá thành cũng như là chất âm. Để mà nói tại sao lại có cái tiếng bát hay thì xin báo cáo các bác là cặp loa này với thiết kế bát của nó là từ 22 côn 100, cộng với cái việc là cái thiết kế thùng của nó là rất là sâu to, cho nên là nó cộng hưởng tiếng bát rất là tốt. Còn tại sao cái giải trung âm nó đầy đặn, nó chắc chắn? Bởi vì đây là dòng loa 3 đường tiếng. Trong hai cái bát đánh súp thì chúng ta vẫn còn hai bát đánh giải trung âm, cho nên là tiếng bát nó đầy đặn và chắc chắn. Và tại sao cái chép nó tơi nó nảy? Bởi vì con chép này nó thiết kế theo hỏng chép của hàng loa Hỏa Tiễn. Nó được thiết kế sâu ở phía bên trong, sau đó ra đến phía ngoài thì nó tạo ra cái góc mỏ rất là lớn để chúng ta có được tiếng chép hay. Quan trọng nhất là hàng được bao zin các bạn. Hàng này thì tất cả màng bát rồi là côn chép phân tần đều được bao zin 100%. Thùng vỏ thì không có chỗ chảy xước các bạn. Hàng bãi thật, nhưng mà nói tóm lại là tổng quan của loa rất là đẹp. Anh em nào mà có không gian rộng hoặc là thích chơi những dòng loa công suất lớn không cần phải chơi súp, đặc biệt là những anh em đi sự kiện hoặc là hát cho nhau nghe cũng như là nhà thờ, rồi là ở những không gian hội trường, chúng ta có những cặp loa như thế này nó ra chất âm rất là tuyệt vời. Với mức đầu tư thì công khai luôn cho các bác đầu tư, cặp này em sẽ bán giao lưu với các bác với giá 23.500.000 đồng. Giá này không bao ship và không mặc cả các bác nhé. Luôn luôn báo cho các bác một cái giá tốt nhất và giá đúng để cho các bác có thể cân đối lựa chọn. Em nghĩ rằng là để mua một đôi loa Mỹ mà với chỉ giá mà 2 bát 40 có thể đi kiếm tiền được, có thể bao không gian được, thì với mức đầu tư 23.500.000 đồng, đố các bác nào mà mua được những dòng loa mà nó có giá tốt như vậy, đúng không? Kể cả các bác mua loa Trung Quốc cũng không có cái giá mà tốt như vậy đâu các bác. Đến với trung tâm điện tử Anh Phương với lượng hàng đầu tư rất là lớn, anh Phương luôn luôn tuyển chọn những sản phẩm âm thanh cao cấp bán với giá cực kỳ hợp lý cho các bác đầu tư. Số máy của em là 0971998555. Địa chỉ của trung tâm ở tại An Lạc, Chí Linh, Hải Dương. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.